Cái gì kêu đấy? Ông Sấm ông ấy hát, ông hát bài gì? Ông Sấm hát bài gì? À cái đèn. Thế con đang làm gì đấy? À trời mưa. Trời mưa con vừa nghe tiếng sấm à? Không sao, không sợ, it's ok. À mẹ yêu đúng rồi. À con ngựa yêu luôn. Thế con muốn xuống không? Ok thế con nói như nào? Sợ gì? Có ông sấm mà có gì mà sợ?